vâng và trước lo ngại nếu mà việc tổ chức bắn pháo hoa diễn ra cũng là uh, thời điểm mà mọi người sẽ tụ tập rất đông và có nguy cơ để lây lan dịch bệnh cao vì thế cho nên mới đây bộ y tế đã đề nghị các địa phương tốt nhất không nên bắn pháo hoa nếu tổ chức phải đảm bảo yếu tố 5K, không tập trung đông người. Ý kiến được Bộ Y tế đưa ra vào ngày 18 tháng 1, trước bối cảnh mà dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thông và đi lại rất lớn. Ngoài ra, thì biến chủng Omicron đang lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới cũng như là các nước trong khu vực. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối tuân thủ đầy đủ các biện pháp 5K, không lơ là chủ quan. Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hoạt động vui chơi, lễ hội lớn, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người mới đây bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cũng yêu cầu địa phương triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịp tết trong đó chủ động phòng chống dịch tại các khu vực đông dân cư đô thị lớn khu công nghiệp thời điểm mà người dân công nhân di chuyển về quê trở lại thành phố lao động sản xuất